Chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vẽ lại mạch điện trong một số bài toán liên quan đến mạch điện ở chương trình lớp 11. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp chung. Thứ nhất đó là các điểm được nối với nhau bởi ampe có điện trở rất nhỏ hoặc bằng các dây dẫn chứa các khóa K đóng thì điện thế ở các điểm đó là bằng nhau, nên ta có thể chập lại các điểm đó. Đoạn mạch mà chứa vôn kế thì do là vôn kế có điện trở rất là lớn bằng vô cùng, thế nên là dòng qua vôn kế nhỏ thì chúng ta có thể bỏ qua các đoạn mạch mà chứa vôn kế. Ví dụ thứ nhất, cô có mạch điện AB như hình vẽ, có điện trở R1, R2, R3 và R4. Giữa C và D thì được mắc bởi một ampe kế. Thì như các em đã biết ở phương pháp chung thứ nhất là nếu mà đoạn mạch mà mắc ampe kế thì chúng ta sử dụng, thì dựa vào cái phương pháp thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là đoạn C và D đang chứa ampe kế, thế nên rằng là điện thế giữa C và D là bằng nhau, thì chúng ta có thể chập hai điểm C và D lại. Thì sau khi chập hai điểm C và D thì các em sẽ viết cho cô các điểm A. Như vậy là sau khi chúng ta đã chập được hai điểm C và D thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ viết các điểm lần lượt A, CD chập vào nhau, B lần lượt ACD và B. Sau đó chúng ta quan sát lên mạch điện ban đầu thì chúng ta thấy rằng là giữa A và C thì có điện trở R1, thì chúng ta mắc một điện trở R1 vào giữa A và C. Tiếp theo, giữa A và D có điện trở R3 thì A và D có điện trở R3 thì các em thêm một điện trở R3 ở dưới. Đó, và thêm dưới. Tiếp theo, nhìn sang C và D có điện trở R2 thì các em thêm điện trở R2 vào giữa C và D, giữa C và B. Và giữa D và B thì có điện trở R4 thì các em đưa R4 vào. Chúng ta đã có rằng là đầy đủ A, C, D và B. Như vậy là từ mạch ban đầu có chứa ampe thì chúng ta vẽ lại mạch điện để chúng ta có thể giải bài toán dễ dàng hơn, thì chúng ta thấy rằng là R1 bây giờ là song song với R3 và nối tiếp với cả bộ R2 song song với R4. Từ đây chúng ta có thể tính được điện trở tương đương và để tính được các câu hỏi của bài toán đưa ra. Tiếp theo, ví dụ số 2. Tương tự như vậy thì ở mạch điện thứ hai là giống như mạch điện thứ nhất, chỉ khác là thay vì ampe kế, chúng ta mắc giữa C và D là một vôn kế. Thì dựa vào cái phương pháp chung chúng ta thấy rằng là vôn kế thì có điện trở bằng vô cùng, như vậy là dòng điện không chảy qua vôn kế. Chúng ta sẽ bỏ qua mạch điện chứa CD. Như vậy là và khi đó đoạn mạch ở ví dụ thứ hai trở thành như sau. A B trong đó R1 nối tiếp với R2 và song song với cả R3 nối tiếp R4. Ví dụ tiếp theo là ví dụ số 3. Thì quan sát mạch điện ví dụ 3, các em thấy rằng là đoạn mạch này là chứa hai khóa K. Thì ví dụ ở trường hợp thứ nhất đó là K1 đóng và K2 đóng, thì khi đó là chúng ta thấy rằng là giữa A và D, giữa điểm A và điểm D là có khóa đóng, như vậy là điện thế của hai điểm này là bằng nhau, thì chúng ta có thể chập A và D lại. Tiếp theo là giữa C và B thì có khóa K1 đóng, chúng ta có thể chập hai điểm C và B lại. Như vậy chúng ta có, đầu tiên bước thứ nhất các em cũng viết hai điểm sau khi được chập, điểm A thì cũng chính là điểm D chập lại. Tiếp theo là điểm C, C thì cũng chính là điểm B chập lại. Và như vậy là bước tiếp theo chúng ta sẽ quan sát lên sơ đồ mạch đầu tiên. Chúng ta thấy rằng là giữa A và C, đây là điểm A và C, thì có điện trở R1 thì các em mắc R1 vào. Giữa C và D thì có điện trở R2 thì các em đưa điện trở R2 vào giữa D và C. Tiếp theo, giữa D và B thì có điện trở R3, như vậy là các em đưa điện trở R3 giữa D và B. Tóm lại thì chúng ta có rằng mạch điện này sau khi có khóa K1 đóng và K2 đóng thì sẽ có là R1 song song R2 và song song R3. Tiếp theo là ví dụ 3. Tuy nhiên là ở trường hợp B là K1 đóng và K2 mở. Với trường hợp K1 đóng thì chúng ta thấy rằng là tương tự như vậy, điện thế giữa C và B là bằng nhau, thì chúng ta có thể chập C và B. Ngoài ra, K2 mở, chính vì vậy đây là dòng không đi qua K2. Chúng ta có thể viết lại các điểm lần lượt A, sau đến C, và C chính là đến B.
Tiếp theo từ chúng ta thấy rằng là không có điểm D ở đây. A không trùng với D bởi vì K2 mở. Từ A đến C có điện trở nào? R1. Như vậy mạch điện trở thành là khi K1 đóng, K2 mở chỉ còn là mỗi điện trở R1. Cuối cùng là trường hợp ngược tiếp theo là khi K1 mở và K2 đóng. Tương tự như vậy, K1 mở thì dòng không chạy qua K1, K2 đóng, khi vậy là điện thế ở điểm A và điểm D là bằng nhau. Chúng ta chập giữa A và D lại thì viết điểm A và D trước, thứ tự sau đó đến điểm B. Thì chúng ta thấy rằng là A và B cũng chính là giữa D và B thì chỉ có điện trở R3. Như vậy mạch khi có K1 mở và K2 đóng thì được rút gọn, còn lại là có điện trở R3.